Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Minh Ngọc cuộc sống bảy thú vị hôm nay là 8 uh, khoảng 9: 9:30 sáng ngày 6 tây tháng 11 năm 2020. Ngọc xin tiếp tục chia sẻ cái phần 2. Của cái quy trình bầu cử diễn ra như thế nào Phần 1 Ngọc đã chia sẻ Một chút xíu sáng hôm nay rồi Và Ngọc mời quý vị xem phần 1 Trước khi quý vị xem phần 2 nha quý vị Và Ngọc cảm ơn sự ủng hộ của quý vị Hy vọng quý vị sẽ chia sẻ cái video này Để quý vị có thể chia sẻ Những cái thông tin kiến thức chung chung Đến tất cả mọi người Và nếu quý vị like những cái thông tin Ngọc chia sẻ Cho Ngọc cái like và đăng ký kênh ủng hộ nha quý vị Hiện giờ cái rất là nhiều cái giả thuyết có thể xảy ra là có những cái trường hợp là bây giờ tổng thống trump muốn đếm lại những cái phiếu ở một số tiểu bang gọi là chiến lược và không có chấp nhận thua ở những cái tiểu bang chiến lược bởi vì nhiều thông tin cho rằng nó liên quan đến cái việc là gian lận trong bầu cử đặc biệt là trong năm nay khi mà cái tình hình là cái số lượng bỏ phiếu qua đường bưu điện quá nhiều quý vị thấy đây là một cái khối lượng phiếu nè và họ cần có thời gian họ phải kiểm phiếu những cái phiếu này và đặc biệt trên hình ảnh quý vị thấy đây là hình như là cái phòng phiếu ở tiểu bang Nevada và Ngọc lấy những cái thông tin này từ bài CBS News, đài New York Times để Ngọc chia sẻ cho quý vị và Ngọc cũng muốn đưa lên cái màn hình này để quý vị thấy rằng hiện giờ có nhiều đài nói là À ứng cử viên Joe Biden đã thắng ở Arizona, đã thắng ở Wisconsin và đã à, thắng ở Michigan. Và những cái tiểu bang còn lại mà chưa xanh đậm chưa đỏ đậm thì vẫn chưa có kết quả chính thức thì có thể là đã có rồi nhưng mà Ngọc mới nhận được tin nhắn thôi nhưng mà Ngọc đang làm video cho nên là Ngọc sẽ chia sẻ tiếp nha quý vị. Hiện giờ cái trường hợp là tổng thống thông không có chịu thua cho nên là trong lịch sử đã có xảy ra rồi quý vị tổng thống Trump không phải là người đầu tiên và Ngọc sẽ chia sẻ cái điều này khi mà tranh chấp như vậy thì có hai trường hợp đó là họ tranh chấp uh, tranh chấp gọi là tranh chấp phiếu đại cử tri và trường hợp thứ hai là tranh chấp ở quốc hội quý vị nếu như mà người ta không có ngã ngủ ở tiểu bang thì người ta phải đưa lên quốc hội giải tiếp giải quyết tiếp ha quý vị đó nó phức tạp như vậy ạ và trong lịch sử đã xảy ra rồi quý vị chứ không phải là không xảy ra và hiện giờ có rất là nhiều và tờ báo, kênh truyền thông ở Mỹ chia sẻ những cái con số điểm khác nhau và đặc biệt là cái số điểm của ứng cử viên Joe Biden là 264, 253, 227 thì Ngọc đã giải thích rất là rõ trong cái video đầu tiên rồi. Ngọc mời quý vị qua cái video đó xem và trong cái video này Ngọc sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết cái phần tiếp theo đó là cái phần tranh chấp thưa quý vị. Một cái quy trình election process diễn ra trôi chảy thì giống như là thường bình thường mỗi năm ví dụ như năm ngoái là khoảng là một giờ sáng của cái ngày sau ngày bầu cử là đã biết cái kết quả rồi à, và tổng thống trump đã được chúc mừng là ông thắng cử rồi cho nên là cái việc đó nó diễn ra trôi chảy mặc dù sau đó có những cái việc uh, phức tạp xảy ra nhưng mà họ đã chấp nhận là họ thua cuộc đó thì bây giờ uh, trong cái trường hợp của năm nay là để xảy ra đã xảy ra cái việc là recount tức là đếm phiếu lại và không có chấp nhận thua cái bên thua họ không có chấp nhận thua họ muốn kiện họ muốn là là phải xét xử hả quý vị thì trường hợp này thì ngọc sẽ à, chia sẻ như này đó là trường hợp là có thể được giải quyết ở nội bộ tiểu bang trường hợp thứ hai là phải đưa lên quốc hội để giải quyết đó quý vị thì ngọc sẽ à, chia sẻ đầu tiên là ở cái việc là tranh chấp phiếu đại cử tri tức là cái electoral đó quý vị thì hiện giờ đó là ngọc sẽ gọi phần a và cái phần tiếp theo là phần b để quý vị tiện theo dõi ha thì theo cái lịch của năm nay á, là hạn chót phải được các tiểu bang công bố cái phiếu đại cử tri này là vào ngày 8 tây tháng 12 đã quý vị, mình thấy đợi lâu nhưng mà theo luật là người ta có đến ngày 8 tây tháng 12, người ta mới công bố kết quả chính thức đó quý vị nha, hiện giờ cái kết quả là chỉ dựa theo những cái kênh truyền thông họ đưa lên thôi và dĩ nhiên là mọi năm là cứ vậy mà làm hết, năm nay thì nó hơi khác một chút đó, một cái năm mà không thể mà mọi người không thể quên được đó. Bây giờ trường hợp thứ nhất có thể xảy ra cho cái việc là tranh chấp phiếu đại cử tri là họ đếm lại và tùy theo uh, luật của mỗi bang mà họ có thể đếm lại. Ví dụ như là cái cái xác suất mà chênh lệch nó ít quá thì thường á là có thể là họ cho đếm lại là tự động nó kích hoạt cái luật này luôn để mà đếm lại. Hoặc là trường hợp thứ hai là phải xảy ra những cái vụ kiện uh, và cái này là phải đợi tòa xử vì ha có thể là tòa à, cấp 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 liên bang cấp à, cấp tiểu bang cấp liên bang rồi à, cấp à, tối cao pháp viện rồi à, như vậy ha quý vị đó thì mình à, không có nói nhưng mà quý vị biết không theo trong lịch sử là năm 2000 à đã có cái việc là ở tiểu bang florida đã tự động kích hoạt cái việc đếm phiếu và ông à, ông Um, cái, cái cái người uh, ứng cử viên của năm 2000 đó là ông uh, Algo thì ông đã yêu cầu ông đã bắt buộc, ông đã kiện là yêu cầu bắt buộc phải đếm bằng tay thứ vậy, đó, thì năm đó thì uh, vẫn uh, ông vẫn thua, mặc dù ông làm những cái việc này nhưng mà ông vẫn thua, và những cái tiểu bang ví dụ như là um, Ngọc đã nói là Florida, Ohio, Pennsylvania là những tiểu bang mà người ta có thể cho phép là nếu như mà cái margin nó ít, nó, nó, nó À, cái kết quả nó khác nhau nó có chút xíu à nó khoảng là zero chấm mấy phần trăm hay sao đó thì người ta sẽ tự động đếm phiếu lại không có cần yêu cầu như vậy còn một số tiểu bang khác là phải yêu cầu mới được đếm phiếu lại hoặc là phải kiện tụng ra tòa thì mới mới được giải quyết thưa quý vị thì hiện giờ nó có trường hợp như thế này quý vị thấy là làm cái gì nó cũng có một cái deadline một cái hạn tới đó mà không giải quyết là bắt buộc phải giải quyết đó vì đó là một cái deadline đúng không? đó thì bây giờ quan trọng là cái deadline này như thế nào nè. đó ở tiểu bang nó khác rồi ở quốc hội nó khác rồi bây giờ nếu như mà ở tiểu bang có cái kết quả à, trước cái deadline ha, by deadline, ok thì nếu như cái kết quả này được giải quyết nhanh chóng và đúng hạn ha, đúng thời hạn thì cái thống đốc ở tiểu bang đó sẽ ban hành cái gọi là cái certificate chứng nhận là cái số phiếu của phổ thông là bao nhiêu à, và cái số phiếu đại cử tri đoàn là bao nhiêu nhưng mà cái 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 việc này ngọc cũng chia sẻ trong cái luồng like của ngọc là có một số tiểu bang á là cái người nào mà thắng phiếu phổ thông là người ta sẽ thắng hết ôm trọn hết cái phiếu đại cử tri đoàn nhưng mà riêng hai tiểu bang Nebraska và tiểu bang Maine á thì thắng phiếu phổ thông thì người ta sẽ tùy theo cái khu vực của tiểu bang đó và cho nên chúng ta thấy là nhiều khi tổng thống Trump được cộng một điểm rồi à, ứng cử viên Joe Biden tạo được cộng một điểm chẳng hạn đó cho nên là cái trường hợp hai tiểu bang Maine và Nebraska thì khác còn lại những cái tiểu bang khác thì thắng phiếu phổ thông là ôm trọn hết những cái phiếu đại cử tri đoàn về cái người giành phần thắng a, phiếu phổ thông đó rồi bây giờ cái trường hợp thứ hai xảy ra là nếu không có kết quả trước deadline thì cái này nó phức tạp ha bây giờ cái cái phức tạp nó diễn ra nè thì tiểu bang phải vào vào cuộc là cái cơ quan lập pháp của tiểu bang á, họ phải dựa theo cái hiến pháp để họ bổ nhiệm đại cử tri của tiểu bang tức là những cái electors của tiểu bang đó là những cái người thượng nghị sĩ những cái người dân biểu những cái người senators những cái người representative ở tiểu bang đó và những cái người này họ có thể bỏ phiếu ngược lại so với cái cái lòng dân quý vị đó người ta nói là những cái gọi là À, những cái electoral mà người ta bất tín đó quý vị, à, thì lúc này á cái số phiếu phổ thông không có còn quan trọng nữa quý vị, đó người ta sẽ dựa vào cái người à, đại cử tri đó, người ta không có khe, người ta cái phiếu phổ thông các bạn bây giờ không có quan trọng nữa, cái phiếu mình bầu không quan trọng nữa, bây giờ cái phần quan trọng là cái phiếu của cái người mà được bổ nhiệm đại cử tri đó quý vị, thì cơ quan lập pháp của tiểu bang sẽ quyết định cái kết quả phiếu đại cử tri, các bên liên quan, quan như là thống đốc của tiểu bang thượng nghị sĩ của tiểu bang hạ nghị sĩ tức là dân biểu của tiểu bang có thể là họ đến từ đảng dân chủ đến từ đảng cộng hòa họ có thể là màu xanh họ có thể màu đỏ cho nên là cái diễn biến của cái việc này có thể là diễn ra rất là phức tạp khi mà nó đến nỗi là là phải đến những cái trường hợp này quý vị và bây giờ cái trường hợp mà tranh chấp ở Quốc hội Mỹ đó là cái trường hợp B ha. Cái trường hợp này thì nó còn phức tạp hơn nữa đó quý vị. Thì năm nay á, là theo lịch của năm nay các cái đại cử tri tức là các electors sẽ gặp nhau vào ngày 14 tây tháng 12 để bỏ phiếu. Và cái điều này có thể xảy ra là À, bây giờ những cái cử tri mà họ vô tín vậy họ à, thường á, thì ví dụ như là ở tiểu bang à, Michigan là được 16 phiếu, à, thì nếu như mà bên bên phiếu phổ thông là à, cho phép là bên nào mà thắng á, là ôm trọn 16 phiếu nhưng mà cái khi mà cái người đại cử tri này người ta khi mà người ta bỏ phiếu có thể là 15 người là bỏ phiếu à, xanh hoặc là 15 người bỏ phiếu đỏ đỏ hoặc là và cái người còn lại cái người thứ 16 có thể là bỏ phiếu cho cái màu ngược lại đó đó là người ta nói là cử tri vô tính đó quý vị người ta không có dựa vào cái lời hứa người ta không có dựa vào cái số phiếu phổ thông à, cái số phiếu đa số và sau ngày 14 tây tháng 12 tức là ngày 6 tây tháng 1 đó là cái ngày quan trọng quý vị bởi vì ngày à, xin lỗi, ngày 20 tây tháng à, tháng 1 là cái ngày nhậm chức rồi cho nên là ngày 6 tây tháng 1 các thành viên của quốc hội mới, tức là sau khi mà người ta thắng cử những cái địa phương, người ta phải à, là là cái trở thành đại cử tri mới rồi người ta sẽ đếm đếm phiếu đại cử tri và có thể là xảy ra tranh cãi ở đây nha, vậy chứ không phải là đếm đơn giản là đếm đâu. Nhưng mà nếu vẫn chưa có quyết định ai thắng cử hết thì quốc hội sẽ thực hiện cái việc là contingent election có nghĩa là bầu cử ngẫu nhiên thôi vậy thì bây giờ hạ viện sẽ vào cuộc đó hạ viện sẽ vào cuộc chứ không phải thượng viện như vậy hạ viện sẽ vào cuộc bởi vì họ có những cái representative là dân biểu đó đại diện cho dân tùy theo cái dân số của mỗi tiểu bang thì hạ viện sẽ bỏ phiếu để chọn tổng thống mới là ai thì mỗi tiểu bang như vậy là là có một phiếu quý vị cho nên là ứng cử viên tranh cử tổng thống sẽ phải đạt 26 phiếu để thắng cử nè à, và trong lịch sử đã xảy ra cái điều này rồi năm 1876 tức là à, 1876 nha quý vị đó đã xảy ra cái việc liên quan đến cái việc gian lận bầu cử rồi và phải đợi đến hai ngày trước ngày bầu cử trước trước ngày trước cái ngày nhậm chức quý vị À, năm 1876 phải đợi 2 ngày trước ngày nhậm chức mới có kết quả Cho nên là không biết là năm nay cái việc gì có thể xảy ra Ngọc không biết có thể là ngày hôm nay có những cái thông tin mới và đã có những cái quyết định rồi à, Thì hiện giờ đó quý vị đó cái này là cấp bậc của liên bang rồi bên này là lên quốc hội đó Đó là một cái quy trình xảy ra như vậy Và Ngọc rất là cảm ơn các cô chú các anh chị em và đã theo dõi cái video dài này Và rất là mong cô chú anh chị em hãy cho Ngọc những ý kiến đóng góp để Ngọc có thể phát triển kênh của mình tốt hơn và hy vọng mọi người sẽ like, share và đăng ký kênh ủng hộ nha quý vị. đừng có ngần ngại, đừng có uh, uh, hesitate, đừng có gì hết, hãy share, like và đăng ký và hãy góp ý kiến cho Ngọc nha mọi người. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. I love you all. Have a good day. Bye bye.